thì mọi người đang chuẩn bị công tác bếp các bạn nhá. Đây là đang mổ dê các bạn. Do mình quay xa một số cái hình ảnh nó phản cảm giết mổ các bạn. Mình sẽ ghi lại một số hình ảnh trong đám cưới của đồng bào dân tộc người Tày. Đây là khâu chuẩn bị các bạn. Buổi sáng. Đây là mấy chú đang làm lòng hoặc tiệm các bạn. À, làm toàn dê luôn này. Dê. Dê hết luôn à? Toàn dê hết. Nhà này chơi toàn dê nhỉ? Món này hấp dẫn lắm. Hấp dẫn không? Có làm tí sống không anh? Quái nhất món này rồi. Anh làm tí tuyện sống không? Có chứ. Dê phải có nghệ sống. Có nghệ sống. Quá nhỉ? Xấu mặt ạ. Xấu gì anh? Không, xấu gì nó. Cái này nước chấm là có gì đây anh? Chanh ớt. Chanh ớt đấy à? Làm miếng to cơ nhỉ? Làm miếng to cơ ăn nó mới đã. Cái bàn này vậy, việc thắng quá. Đây là thịt dê các bạn nhé. Đây, mọi người đang công tác chuẩn bị. Dê rừng ấy. Hôm nay chủ yếu là dê là chính không? Dê thả, cả rừng ấy. Đúng bản thân. Nọc này vẫn còn thịt ở xương rồi. Miếng to vậy em, ăn thử miếng to rồi nào. Nhỏ quá. Ngon thế. Có vị gì không? Ăn con đấy. Không ai ăn nữa anh. Phải ăn bịa cơ, ăn này vẫn là bình thường ấy ạ. À, cái dạ dày của nó ấy cơ. Cái này mới sới từ sáng rồi anh. Từ hôm qua rồi. Từ hôm qua rồi. Hôm nay buổi sáng rồi sới. Ấm nhỉ. Ngoài này thì mọi người đang nướng thịt các bạn. Cái kia là tí làm lộ mà anh. Thịt lợn nằm lộ mà. Thịt lợn nằm lộ. Đây là cho bữa trưa chứ đúng không anh? Bữa trưa. Trên này thì mọi người đang sấy thịt xúc xích và thịt lợn các bạn. Xúc xích. À, lợn thịt lợn sấy các bạn nhé. Giả như kiểu thịt trâu các bạn. Ấm nhỉ. Cái gen đun này ấm đấy. Đây là thịt lợn các bạn nhé. Thịt lợn nướng để làm lộn các bạn. Đây là tai mõm đấy các bạn. Đây thì mọi người đốt than của vầy để nó vừa nướng và sấy luôn các bạn. Ở trên này. Khung cảnh chuẩn bị bếp các bạn. Thời tiết hôm nay thì nó cũng se lạnh và có mưa phùn các bạn. Nên là bếp thì làm hơi vất vả một chút. Trong này có các cô đang em vào trong kia anh quay cho. Trong này mọi người đang các cô thì đang gọt đu đủ các bạn nhé. Đây là mấy cô đang gọt đu đủ. Đu đủ này bữa trưa à cô? Hả chị? Làm bữa trưa à? Chắc trưa nay à? Xương làm xương đúng không? Canh xương đúng không? Canh xương dê đúng không? Chào mấy cô nhé. Ở đây thì mọi người đang gói cơm các bạn. Ở trên mình thì mọi người hay sử dụng cái lá dong này các bạn để gói để cho nó nóng cơm và thứ hai là đỡ phải mất công để mượn đồ. Mỗi người một gói là xong nhờ. Sáng nay thì chủ yếu là chuẩn bị thôi, công tác chuẩn bị thôi các bạn. Khách thì chỉ có chiều nay với tối nay với bữa trưa mai. Ở trên nhà thì có các chú đang đánh bài các bạn. Chỉ đánh bài chơi thôi.
Đây thì mọi người đang chiên nem các bạn. Bếp đây thì chủ yếu là các anh và các chú, một phần trên mình thì đảm nhiệm phần bếp, sẽ là phần của các anh con trai nhiều hơn các bạn. Này chủ yếu là dê các bạn. Dê với thịt bò các bạn. Da này nấu xuất vang nhờ. Khẩu vị đấy. Ở đây chủ yếu là thịt khén vào xem. Thịt bò. Bò với thịt dê các bạn, thịt lợn nữa. Thịt lợn thì mọi người thịt tối hôm qua rồi. Khỏe phết nha. Đây. Trưa ngày làm gì anh, nấu canh à? Nấu canh. Ấy. Đứa này là thớt miến các bạn. Trên mình hay có thớt miến này. Băm thì rất là sướng nha. Nó không bị mủn. Này thì mọi người đang thái thịt dê để làm lộn các bạn. Nó này thịt mấy con này anh? Hai con dê à? Mấy con này có được hơn 14-15 cân không anh? Được 10 cân. Dạ. Đây là dê các bạn, chủ yếu là dê thôi. Bên kia thì mọi người đang thái để làm nộm. Nộm bắp bi các bạn. Đây mấy bạn trẻ đang gói nem các bạn. Cho mọi người để nhạc nên là mình cũng quay cũng không được nhiều các bạn. Đây thì mọi người đang thái giỏ các bạn nhé, bữa trưa. Ngại anh làm gì, cứ làm tự nhiên đi. Sao phải ngại anh? Nó là sản đấy. Xinh gái thì làm sao mà phải ngại nhờ. Đây là giò trên mình mọi người tự bó các bạn nhé. Đây là giò mỡ, giò ba chỉ. Đây là bó cả miếng luôn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Hàng muốn chết hay tìm một cái trần mới hay không như quảng cáo. Liệu hãy có đúng như quảng cáo không ta? Tiểu xón, tiểu sắt không tự chủ gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là chất lượng.
Nhiệm vụ của mấy bạn này chủ yếu là dọn bàn ghế các bạn. Đó. Đó thì thực sự đi qua đám cưới thì mọi người hay để nhà các bạn, nên là quay rất là khó. Như lại một số cái ảnh công tác chuẩn bị nhé, cho đám cưới các bạn.